Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Xuân Hội, xã Xuân Lam, xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Lãnh đạo huyện chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Xuân nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức giúp dân xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Liên. 200 suất quà của các tổ chức từ thiện được trao cho các hộ gia đình ở vùng Xuân Lam và Xuân Hồng bị thiệt hại thiên tai. Ghi nhanh không khí hội thi liên hoan tiếng hát dân ca học đường năm 2017 và nhiều thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 15 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ bầu cử tại huyện Nghi Xuân, gồm ông Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn Trọng Nhiệu, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Trung Dũng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Liên cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20 đã tiếp xúc cử tri tại các xã Xuân Lam, Xuân Hội, Xuân Liên, Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Cùng tham dự các buổi tiếp xúc có các ông bà Phan Thị Kim Oanh, Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Tiến Hưng và ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện nhà trong 10 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và thông báo nhanh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Phần lớn các cử tri đều thể hiện lòng tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, và cũng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian qua. Tại 4 điểm tiếp xúc đã có 37 ý kiến cử tri kiến nghị đề xuất một số vấn đề mà nhân dân quan tâm, như việc thực hiện chế độ chính sách với người có công, được Chủ tịch nước tặng bằng khen nhưng không được hỗ trợ kinh phí, cần quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nhất là chất lượng giống và sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý đất đai, vì hiện nay một số nhân dân xã Xuân Liên đang gặp khó khăn về đất ở, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Các xã xây dựng nông thôn mới trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt gặp nhiều khó khăn, nên đề nghị tỉnh và huyện cần quan tâm giúp đỡ hơn, quan tâm đến một số công trình thủy lợi, đê tiêu úng thuộc địa phận xã Xuân Lam, hệ thống thủy lợi nội đồng, hệ thống điện ở vùng khó khăn Xuân Liên, một số dự án trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, một số nội dung liên quan đến vấn đề đền bù sự cố môi trường biển và một số khó khăn cho nhân dân khi thực hiện chế độ khám bảo hiểm y tế theo quy định mới. Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, ông Phạm Tiến Hưng, ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã giải trình một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của huyện. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại địa bàn Nghi Xuân, ông Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại Nghi Xuân và ông Nguyễn Trọng Nhiệu, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời, các đại biểu cũng xin ghi nhận các ý kiến của các cử tri để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phan Văn Thư, trưởng ban dân vận huyện ủy, đã đến tặng hoa chúc mừng Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân. Phát biểu chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam đã ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh huyện nhà tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện đã quan tâm chăm lo những lợi ích thiết thực, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị của huyện nhà.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đến chung vui với ngày hội đại đoàn kết cùng cán bộ và nhân dân thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, người dân thôn Hội Tiến đã huy động sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nỗ lực cùng nhau thực hiện nhiều phong trào thi đua tại địa phương. Từ đầu năm 2017 đến nay, bà con nhân dân thôn Hội Tiến đã hiến đất, đóng góp nhiều ngày công, xây dựng một tuyến đường mẫu dài 130m, hai tuyến đường ngõ xóm 110m, trồng mới gần 200m bờ rào xanh. Chung tay đóng góp tiền của xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Phát triển các mô hình kinh tế có giá trị, xây dựng được 28 vườn mẫu và đang tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn Hội Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam mong muốn cán bộ, nhân dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, cống hiến sức lực trí tuệ, cùng nhau hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu. Cộng đồng dân cư ngày càng phát triển với mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá hộ giàu, xây dựng đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, xây dựng cuộc sống mọi người mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Kim Anh cũng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn Vinh Mỹ, xã Xuân Mỹ. Lãnh đạo cấp tỉnh có Đại tá Hoàng Quốc Long, chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã về dự và chúc mừng bà con. Thôn Vinh Mỹ, xã Xuân Mỹ có 113 hộ với 411 nhân khẩu, chi bộ có 26 đảng viên, 5 đoàn thể chính trị xã hội. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Vinh Mỹ đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo. Thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần cùng với Xuân Mỹ thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chia vui cùng bà con nhân dân thôn Vinh Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Kim Oanh đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ và nhân dân địa phương đã nỗ lực xây dựng trong thời gian qua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư luôn được cán bộ và nhân dân thực hiện có hiệu quả. Mong muốn thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, quan tâm giúp đỡ nhau trong xóa đói giảm nghèo, kiên quyết đấu tranh các tai tệ nạn xã hội, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một đi lên, phấn đấu cùng đảng bộ và nhân dân xã Xuân Mỹ hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã về dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên. Lãnh đạo cấp tỉnh có Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Phạm Nam Long đã cùng về tham dự. Trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Thôn Linh Vượng có 129 hộ với 512 nhân khẩu. Nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp. Hưởng ứng phong trào nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Linh Vượng đã tích cực đồng lòng xây dựng nhà văn hóa khang trang, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Hiện nay, thôn đã đạt danh hiệu thôn văn hóa. Theo bình xét cuối năm, thôn có 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, 80% đạt gia đình thể thao. Thôn đã thành lập được 4 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Trong ngày hội đại đoàn kết, chi ủy, người dân thôn Linh Vượng đã cùng nhau bày tỏ sự đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc và quyết tâm cùng với xã nhà về đích nông thôn mới trong năm 2017 này. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội cựu giáo chức huyện Nghi Xuân đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu giáo chức tiêu biểu trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phan Văn Thư cùng dự. Trong những năm qua, tuy vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng Hội cựu giáo chức huyện nhà ngày càng được củng cố về tổ chức, duy trì tốt các hoạt động của hội, nên vai trò vị thế của hội ngày càng được nâng cao, được đảng, chính quyền các cấp cũng như toàn xã hội ghi nhận. Hiện nay trên 19 xã thị trấn đều có tổ chức hội với 823 hội viên sinh hoạt đạt tỷ lệ 99,8%. Hầu hết hội viên đều tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương,
nhiều hội viên tự nguyện tổ chức dạy học miễn phí cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có học lực yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu giáo chức đã hiến tặng gần 3.800 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp trên 4.000 ngày công và trên 1,6 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Việc xây dựng quỹ hội được các cấp hội quan tâm. Tổng số tiền quỹ hiện nay tại các chi hội đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Chi hội có tiền quỹ lớn như cương gián trên 600 triệu đồng. Hàng năm, các cấp hội đều thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi gặp mặt, các cựu giáo chức đã cùng nhau ôn lại 72 năm nền giáo dục cách mạng và 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, trong đó thể hiện niềm vinh dự, tự hào của nghề dạy học, cũng như vị trí cao cả và trách nhiệm của những người thầy, người cô luôn hết lòng vì sự nghiệp chồng người. Phát biểu tại buổi gặp mặt, trưởng ban dân vận huyện ủy Phan Văn Thư đã chúc mừng đánh giá cao những cống hiến mà cựu giáo chức đạt được trong thời gian qua, mong muốn thời gian tới, hội cựu giáo chức huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp giáo dục đang ngày càng đạt kết quả cao, đẩy mạnh các phong trào của hội đáp ứng việc truyền dạy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, khơi dậy truyền thống hiếu học của quê hương và thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của nhà giáo trong nền giáo dục hiện nay. Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Nghi Xuân cũng đã tổ chức tọa đàm gặp mặt các tổng phụ trách đội các trường học trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến dự buổi gặp mặt có đại diện tỉnh đoàn Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, có đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phan Văn Thư, trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ đoàn trường học, giáo viên tổng phụ trách đội trong toàn huyện đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần đưa hệ thống tổ chức hoạt động đoàn đội, trường học trên địa bàn ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Vai trò của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội trường học trong các hoạt động đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa, như đền ơn đáp nghĩa, thắp sáng ước mơ, khăn hồng tình nguyện, cuộc vận động thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, nâng cao kỹ năng sống, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt. Tổ chức tốt các hội thi sân khấu hóa như Tự hào Việt Nam, Em yêu biển đảo quê hương, thành lập các câu lạc bộ ngâm kiều, lẩy kiều. Đặc biệt, tại liên hoan tiếng hát dân ca học đường huyện Nghi Xuân vừa được tổ chức vào đầu tháng 11, lực lượng tổng phụ trách đội trên địa bàn đã có nhiều đóng góp tích cực tạo nên sự thành công của liên hoan. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ tổng phụ trách đội trường học. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ tổng phụ trách đội tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, tình nguyện luôn đồng hành tiếp sức cho các em trên bước đường chinh phục kiến thức, thể hiện vai trò vị trí của mình, xây dựng tổ chức đoàn đội trường học ngày càng phát triển. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam đã có buổi gặp mặt và trò chuyện với tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ. Trong không khí thân tình cởi mở, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã truyền tải đến giáo viên học sinh nhà trường những thông tin nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Nhân dịp chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong muốn cán bộ giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ tiếp nối truyền thống quê hương, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ dạy và học. Mỗi cán bộ giáo viên phấn đấu là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Mỗi học sinh đều là con ngoan trò giỏi, tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghi Xuân giàu truyền thống cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt có nhiều danh nhân nổi tiếng, đặc biệt là niềm tự hào của một ngôi trường mang tên uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. Đồng chí cũng nhấn mạnh các em học sinh là những thế hệ của đất nước. Hãy luôn thể hiện vai trò xung kích sáng tạo, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng quê hương. Nhân dịp này, công ty cổ phần Song Ngư Sơn đã trao tặng 30 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Tại khu du lịch biển Xuân Thành, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2017. Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, đồng chí Bùi Việt Hùng,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân. Tham gia lớp học có trên 100 học viên, là người quản lý và nhân viên các khách sạn nhà hàng đang kinh doanh tại khu du lịch biển Xuân Thành. Cán bộ văn hóa cấp xã, trưởng đoàn, hướng dẫn viên các tour tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới tại các xã Xuân Viên, Tiên Điền, Xuân Phổ, Xuân Mỹ và Xuân Thành. Trong thời gian 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 11, các học viên tham gia lớp tập huấn được quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về phát triển du lịch, học tập các chuyên đề, kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp ứng xử, kỹ năng chăm sóc khách hàng trong du lịch, kỹ năng kinh doanh, phục vụ khách du lịch, cách đón tiếp và phục vụ khách nước ngoài, kỹ năng tổ chức sự kiện, các hoạt động du lịch, quy định về kinh doanh du lịch và quy định của pháp luật có liên quan đến người làm kinh doanh du lịch. Lớp tập huấn do giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du trực tiếp giảng dạy. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm về kinh doanh du lịch, đồng thời tạo điều kiện để học viên phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, các điều kiện đảm bảo để kinh doanh có hiệu quả, góp phần thu hút và tăng lượt khách du lịch đến với Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Trường Trung học Cơ sở Tiên Yên vừa tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông với chủ đề Tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Tiến Hưng cùng dự. Tai nạn giao thông đã và đang trở thành nỗi đau của nhiều gia đình và toàn xã hội. Trong hàng chục ngàn vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm, hậu quả để lại vô cùng to lớn và để lại nỗi nhớ thương không gì bù đắp nổi cho người thân và bạn bè. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ngày 16 tháng 11. Tại lễ tưởng niệm, Ban An toàn Giao thông huyện đã trao quà hỗ trợ cho 10 em học sinh bị tai nạn giao thông, có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông những đau thương mất mát, chia sẻ với người thân của họ, đồng thời là dịp để các ngành, các địa phương, các đoàn thể và cả xã hội cùng vào cuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Doanh nghiệp Nữ, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân, trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai của hai xã Xuân Lam và Xuân Hồng. Đến dự lễ và cùng đoàn trao quà có đồng chí Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xã Xuân Lam và xã Xuân Hồng của huyện Nghi Xuân là các địa phương có địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt. Trong cơn bão số 10 vừa qua, hàng trăm hộ dân nơi đây, nhà cửa bị hư hỏng, sản xuất bị mất trắng, nhiều xóm bị cô lập do đợt mưa lũ kéo dài. Để chia sẻ với khó khăn của bà con nhân dân, dịp này Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Từ Thiện, Hội Doanh nghiệp Nữ, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao 200 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng. Trong đó, xã Xuân Lam 150 suất, Xuân Hồng 50 suất, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng, gồm tiền mặt cùng một số hiện vật như gạo, mì tôm, dầu ăn. Những món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ động viên kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân phối hợp với đồn biên phòng Lạch Kèn tổ chức ra quân giúp thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng động viên các cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại buổi ra quân. Hơn 50 người thuộc các tổ chức đã tiến hành đào và xây dựng hơn 100 mét kênh mương thoát nước trong khu dân cư và trồng hàng rào xanh ở các trục đường tại thôn Cường Thịnh. Dự kiến công việc sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian 2 đến 3 ngày. Huy động các tổ chức tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quyết liệt của huyện nhằm mục tiêu giúp Xuân Liên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Nghi Xuân vừa tổ chức trao tặng số tiền 12 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ và nhân dân thôn 4, xã Xuân Lam xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Số tiền 12 triệu đồng được phát động và quyên góp bằng ngày lương của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đơn vị. Ngoài tài trợ về tiền, từ đầu năm 2017 đến nay, cán bộ, công chức viên chức của đơn vị đã thường xuyên bám sát cơ sở, đồng hành cùng cán bộ và nhân dân thôn 4 Xuân Lam trong quá trình xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, làm bờ rào xanh, đường giao thông nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn,
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, huyện Nghi Xuân đã tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát dân ca học đường lần thứ 8 năm 2017. Tới dự lễ khai mạc liên hoan có nhà giáo Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Lãnh đạo huyện có đồng chí Trần Báo Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy và lãnh đạo các ban ngành cấp huyện. Liên hoan tiếng hát dân ca học đường là một trong những hoạt động thường niên của ngành giáo dục đào tạo huyện Nghi Xuân. Thông qua hội thi nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, dân ca, ví dặm nghệ tĩnh và các loại hình văn hóa truyền thống trên quê hương Nghi Xuân. Tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh, nhằm xây dựng môi trường học đường thân thiện tích cực và là dịp để các đơn vị có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa các hình thức học tập, vui chơi, phù hợp với hoạt động giáo dục học sinh trong các nhà trường. Hội thi lần này đã đem đến cho khán giả, người hâm mộ những tiết mục hay, hấp dẫn và thông qua hội thi, các em học sinh được kích hoạt tiềm năng, phát triển giọng hát của mình, đồng thời qua đó chuyển giao cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu và trách nhiệm của các em đối với văn hóa truyền thống xứ Nghệ. Cháu được các thầy cô giáo được truyền đạt các làn điệu dân ca rất ý nghĩa và về tham dự với hội thi thì cháu được học hỏi rất nhiều điều bổ ích và các làn điệu dân ca. Hội thi này thì giúp cho chúng ta duy trì và phát huy được các làn điệu dân ca truyền thống của cha ông ta. Tham gia liên hoan lần này quy tụ gần 600 diễn viên là các em học sinh và đội ngũ giáo viên của 33 đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học trên địa bàn. Mỗi đội tham gia 3 tiết mục gồm đơn ca, song ca, tốp ca, tổ quốc dân ca, hoạt cảnh với các làn điệu lẩy kiều, chèo kiều, ca trù, hát sắc bùa v.v. Nhờ chuẩn bị chu đáo nên liên hoan tiếng hát dân ca học đường năm nay được đánh giá có chất lượng cao hơn các năm trước. Nhiều đơn vị đã có công tìm tòi, sáng tác các làn điệu ca ngợi về đơn vị mình và nhiều tiết mục được dàn dựng công phu để lại ấn tượng cho người xem. Trường chúng tôi đã đưa 3 tiết mục, trong đó có 2 tiết mục là một tiết mục là giáo duyên, một tiết mục nữa là sáng tạo của trường, nối 2 bài lại về hát về mẹ và tạo cái dấu lắng của hội thi. Thì đến với liên hoan thì chúng tôi rất là vui và cảm ơn Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là Phòng Giáo dục Đào tạo Nghi Xuân đã tổ chức cho chúng tôi cái sân chơi này để cô trò có thêm được nhiều cái vốn về dân ca, ví dặm và qua đó thì chúng tôi thực hiện tốt hơn việc phát huy bảo tồn và phát huy cái di sản phi vật thể của thế giới. Bằng các giọng ca mượt mà, truyền cảm nhưng cũng không kém phần lôi cuốn cùng các động tác múa khéo léo, uyển chuyển được các em học sinh, các thầy cô giáo thể hiện khá thành công. Phần nào làm sống lại những làn điệu dân ca, ví dặm trên quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Qua 2 ngày liên hoan diễn ra sôi nổi với gần 100 tiết mục mang đến hội thi đã cho thấy tất cả các đơn vị đã tìm kiếm, sưu tầm được nhiều làn điệu gốc, lời hát cổ để xây dựng tiết mục có chất lượng nghệ thuật tốt. Với tư cách là một người theo dõi phong trào ca hát chuyên và không chuyên trong toàn tỉnh, thì đối với so với các địa phương thì huyện Nghi Xuân là một cái đơn vị mà thường xuyên tổ chức các cái chương trình, trong đó có chương trình dân ca ví dặm. Rồi Nghi Xuân là một cái địa phương mà có rất nhiều cái di sản văn hóa phi vật thể như ca trù, trò kiều và các cái ngấm kiều, sẩm kiều. Thì hôm nay về với cái liên hoan tiếng hát học đường lần thứ 8 với tư cách là một giám khảo thì tôi thấy rằng là lần thứ 8 này so với các lần hội diễn liên hoan lần trước thì có tốt hơn từ cái khâu tổ chức, tức là sự quan tâm của ngành giáo dục, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là các đồng chí hiệu trưởng của các trường được quán triệt tổ chức
và từ xây dựng chương trình, về kịch mục, về chuyên môn và đặc biệt là mang đến cho hội diễn những cái chương trình hết sức là đầy những cái màu sắc dân gian. Trên cơ sở các làn điệu gốc, các đội đã sáng tác lời ca mới, ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thầy cô giáo và mái trường thân yêu, phản ánh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần rất lớn trong việc bảo tồn bền vững di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Hội thi lần này không những quy tụ đội ngũ giáo viên và học sinh mà còn có sự tham gia của những người làm công tác quản lý. Về tham gia hội thi dân ca tiếng hát học đường năm 2017 lần thứ 8 của Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân tổ chức, thì trường Trung học cơ sở Hoa Liên đã tổ chức họp và triển khai thành lập ban tổ chức, ban chỉ đạo và thành lập đội hát dân ca của giáo viên và học sinh, và thông qua các cái hoạt động hát dân ca và trò chơi dân gian học đường, đặc biệt là nhà trường đã đưa tiếng hát dân ca vào trong trường học và từ đó đã tìm ra những cái nhân tố để tham gia hội diễn lần này. Liên hoan là dịp để các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học trên địa bàn huyện Nghi Xuân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa các hình thức học tập, vui chơi phù hợp với hoạt động giáo dục của học sinh. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đưa dân ca ví dặm vào trường học, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong gần 20 năm qua thì huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo và tổ chức đưa dân ca vào trong các nhà trường bằng việc là tổ chức dạy học hát dân ca. Và cái hội thi tiếng hát dân ca học đường là một trong những cái hình thức để nhằm đưa dân ca vào trong trường học như vậy. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức qua 8 lần hội thi liên hoan ở cấp tỉnh. Đấy là một trong những cái hình thức có tác dụng cổ vũ, biểu dương, động viên cái hoạt động đưa dân ca vào trong trường học rất có hiệu quả. Vì đây là cái môi trường thuận lợi cho cái việc phát triển dân ca trong trường học. Và thời gian tới thì để thực hiện cái cam kết của Việt Nam về quốc tế và thực hiện cái đề án của tỉnh về việc phát huy phát triển cái di sản văn hóa phi vật thể dân ca Vì Dằm Nghề Tĩnh, thì huyện tiếp tục duy trì cái hoạt động này trong 2 năm một lần, trở thành hoạt động thường kỳ của huyện để truyền cho thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh, cảm hứng và cái tình yêu đối với cái nền âm nhạc truyền thống dân tộc, đặc biệt là cái di sản dân ca Vì Dằm Nghề Tĩnh. Có thể nói, thông qua liên hoan tiếng hát dân ca học đường hàng năm nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh có cơ hội gần gũi, gắn kết nhau hơn trong giảng dạy học tập và từng bước giúp học sinh tiếp cận và đam mê các làn điệu dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, từ đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.